Ghi nhận tại chốt kiểm soát của đội cảnh sát giao thông Cát Lái trên các tuyến đường dẫn ra vào cao tốc Long Thành Dầu Dây, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên hàng chục trường hợp xe ô tô chở khách. Hầu hết các tài xế đều chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tuy nhiên vẫn có một trường hợp tài xế không mang theo hợp đồng vận chuyển. Tại vì xe của người bạn nó chạy xong rồi nó ban rồi mới kêu mình thế tới mấy bạn sinh viên này tới giờ đi rồi. Cho nên là chạy luôn, mình mới chạy ngày nay. Thưa quý vị, để giải quyết triệt để tình trạng các xe kinh doanh vận tải chạy ẩu, không đủ điều kiện tham gia giao thông, bên cạnh việc lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra xử phạt, thì cần sự vào cuộc của các đơn vị chức năng. Và quan trọng hơn hết là ý thức tham gia giao thông của các bác tài. Em đi học từ dưới quê lên thành phố thì em thấy là cái hiện trạng là các bác tài xế lấn làn và chạy xe ẩu rất là nhiều. Cho nên là em cũng rất là lo sợ. Em mong là các lực lượng chức năng có cái biện pháp mạnh để ngăn chặn tình trạng này để cho người dân yên tâm ra đường hơn. Mình ủng hộ là lực lượng cảnh sát giao thông nên tăng cường kiểm tra tất cả những cái xe kinh doanh vận tải dịch vụ. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đoàn kiểm tra của sở sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với nhà xe Thành Bưởi cũng như nhiều đơn vị kinh doanh vận tải khác từ ngày 5 tháng 10 thay vì như kế hoạch chung trước đây là từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11. Việc kiểm tra được ngành giao thông thực hiện sớm hơn so với kế hoạch do liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng rạng sáng ngày 30 tháng 9 tại Đồng Nai khiến 5 người tử vong.